Nha, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa đề 2017 đề của Nepal, đề D với 25 câu phần đọc. Các bạn cùng vào xem và chữa đề cùng với mình nhé. Câu đầu tiên ạ. Câu đầu tiên yêu cầu của đề là gì? 이 표시는 무슨 뜻입니까? Cái biển hiệu này có cái ý nghĩa gì? Các bạn nhìn đây chắc chắn là gì? Cấm hút thuốc lá đúng không? Có thấy gì? Điếu thuốc này và gạch như này. Thuốc lá, các bạn biết cái từ thuốc lá là gì? Thăm bè. Nhìn nhanh rồi cái từ nào là thắm bê, mặc dù nhá một vài bạn không biết cái từ hút là gì, không biết cái từ pew ta là gì, nhưng mà các bạn nhìn nhanh này, thắm bê thường á, cái đề thi FFS topic á, mình thấy nó không có lừa nhiều, không có đánh lừa nhiều cho bạn, hầu như là toàn những cái từ khác nhau, ví dụ như sachin là ảnh đúng không, imsik là đồ ăn, và chan no là điện thoại, thì có một cái từ thắm bê liên quan đến cái ảnh này thì các bạn chọn luôn cái từ thắm bê này được chưa. Để mà dịch từng câu á thì sẽ là gì? Sa진은 찍지 마십시오. Đừng chụp ảnh ạ. Sa진은 찍지 마십시오. Cấm chụp ảnh. 음식은 먹지 마십시오. Đừng ăn uống ở đây. Cấm ăn uống. 담배는 피우지 마십시오. Đừng hút thuốc. Cấm hút thuốc. 전화 통화는 하지 마십시오. Không được gọi điện thoại. Đó thì đáp án là đáp án số 3 các bạn nhé. Câu số 2 ạ. 다음 설명에 맞는 표시는 무엇입니까? Cái 표시, cái biển hiệu mà đúng với cái giải thích dưới đây là gì? 안전화를 신으십시오. 안전화 là gì ạ? Là cái dây bảo hộ. Hãy đi dây bảo hộ. Thì đáp án sẽ là câu số mấy ạ? Đúng rồi, câu số 2 đúng không ạ? Tiếp theo ạ. Câu số 3 nhé. 빈칸에 từ câu số 3 đến câu số 6 yêu cầu của đề bài là gì ạ? 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Hãy lựa chọn cái câu mà đúng, đúng nhỉ? Đúng nhất để điền vào cái chỗ trống dưới đây ạ. 저는 매달 월급을 받으면 저는 là chủ ngữ, 매달 là hàng tháng. Nếu mà chúng ta có ngữ pháp là gì? Ưmyeon là nếu đúng không? Nếu mà nhận được월급 là nhận được lương thì sao ạ? Thì chấm 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 e gaseo jeogeumeun neosseumnida. Thế thì cái từ keyword, cái từ khóa đây đó chính là cái từ jeogeum. Jeogeum này. Jeogeum là gì? Gửi tiết kiệm. Nếu mà các bạn biết cái từ jeogeum rồi thì các bạn sẽ chọn luôn là đáp án là ưnhaeng đúng không? Là đi ngân hàng. Đấy, hàng tháng nhận được lương thì tôi sẽ đi đến ngân hàng để gửi tiết kiệm. Nếu mà các bạn không biết cái từ chọc cơm là gì nhá thì đọc đoạn sau ạ. 그리고 교황에 있는 가족에게 돈을 보내기도 합니다. Và cũng cái ngữ pháp là gì? Động từ cộng với cả khí tô hà tà là cũng, và cũng gửi tiền, chuyển tiền cho gia đình ở quê hương. Đó, thế thì chúng ta sẽ chọn được là cái từ khóa đó là cái từ ngân hàng đúng không? 병원 là bệnh viện. 서점, 서점 là gì ạ? Hiệu sách. Và 공원, 공원 nhớ nhanh nào, 공원 là công viên. Câu số 4 ạ. 저와 친구는 생활 습관이 점점점. À, cái chủ ngữ là gì ạ? Cái sinh hoạt, cái习惯 là cái tập quán. À, cái thói quen sinh hoạt của tôi và của bạn tôi thì sao đấy? Thế thì mình phải đọc đoạn sau này. 저는 아침 일찍 일어나고 일찍 잡니다. 저는 là tôi đúng không? Buổi sáng thì dậy sớm và ngủ sớm, 일찍 잡니다. 친구는 bạn thì sao? 친구는 밤늦게까지 공부하고 아침에 늦게 일어납니다. Bạn thì sao? 밤늦게까지 공부하고, bạn học đến đêm khuya và sao? Buổi sáng thì dậy muộn. Thế chắc chắn là cái thói quen sinh hoạt của hai bạn này là gì? Khác nhau đúng không? Tìm nhanh cái từ khác nhau là từ gì ạ? Đúng rồi, từ khác nhau là 다릅니다. 습관이 다릅니다. Khác nhau nhá. 비슷합니다 là gì ạ? 비슷하다. 비슷합니다 là tương tự. 게으릅니다. 게으릅니다 là gì các bạn ơi? Đúng rồi, là lười biếng. Và trái nghĩa với lười biếng chúng ta có từ chăm chỉ là gì ạ? 부지런합니다. 부지런합니다. Chăm chỉ nhá. Đáp án của chúng ta là đáp án số 1 này. Câu số 5 ạ. 저는 단 음식은 좋아하지 않습니다. Chủ ngữ là tôi. Tôi thì sao? Từ cuối lâu câu lên nhé. Tôi
không thích, 좋아하지 않습니다. 좋아하지 않습니다. Tôi không thích, thích cái gì? Thích cái đồ ăn ngọt, đàn ẩm thực. 그래서 사탕이나 초콜릿을 점점점 먹지 않습니다. Vì vậy, những cái kẹo, kẹo đường, kẹo đồ ngọt hay là sô cô la thì chấm 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 không ăn. Thế thì sẽ là gì? Thì không ăn đúng không? Gần như là không ăn. Hoặc là hoàn toàn không ăn. Đó, thì chúng ta sẽ xem những cái từ ở dưới đây, từ nào phù hợp nhỉ? Đúng rồi. Khơi, khơi là gần như, khơi mọc chán xin ta. Có mỗi từ này phù hợp khơ thôi. Tại sao ạ? Tại vì cái từ mì đi, mì đi là sẵn trước đúng không? Ví dụ mì đi chuẩn bị hay chưa xe, hãy chuẩn bị trước cho tôi. Tô nên, câu số 2 là tô nên, là ngoài ra thêm nữa thì cũng không đúng. Và gì?벌써 là vừa mới đó. Ví dụ như gì? 벌써 다 먹었어요. Vừa mới đó mà đã ăn hết rồi. Hoặc là gì? 벌써 다 왔어요. À, vừa mới đó mà đã đến nơi rồi. À, thì mới dùng cái từ 벌써 nhá. Tiếp theo câu số 8, câu số 6 ạ. 저는 컴퓨터를 배우고 싶습니다. Chúng ta ngữ pháp là gì? Động từ cộng với 고싶다 là muốn. Chủ ngữ là tôi. Chỉ từ chủ ngữ trước này. Tôi muốn,배우다 là học, học máy tính. 그래서 vì vậy 복지관에서 하는 컴퓨터 교육에 점점점 합니다. Vì vậy sao ạ? Tôi chấm chấm chấm, 교육 là gì? Đào tạo. Computer là máy tính đúng không ạ? Ở đâu ạ? Ở Phục chi quan ở đâu ạ? Ở cái cơ quan phúc lợi đúng không? Ở cái trung tâm phúc lợi. Vì vậy là tôi gì? Tôi đã đăng ký. À, tôi định đăng ký đúng không? Số 6 chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Đáp án là 2. 등록하러 오고 합니다. Chúng ta có động từ 등록하다 là gì ạ? 등록하다 là đăng ký nhá. 등록하다. 사용하다. 사용하라고 là gì? Định sử dụng, không phải sử dụng. 정리하라고,정리 là gì? 정리 là chỉnh lý, chỉnh đốn, sắp xếp. Và 제출하라고, 제출 là gì ạ? À, nộp, định, đề, nộp, nộp giấy tờ, ví dụ, nộp đơn đăng ký. Ví dụ, cái 고육 신청서 thì mình mới dùng cái từ 제출, nộp nhá. Số 7 ạ. 이 사람이 사는 곳은 어디입니까? Cái người này sống ở đâu? Sống ở đâu thì cái thường là sống á thì nó sẽ ở phần nào ạ? À, phần gần cuối đúng không ạ? Hoặc là ở phần giữa cái phần địa chỉ ấy, hoặc là các bạn nhìn nhanh nhé. Đó, 사는 곳 thì nhìn nhanh thì có từ주소, địa chỉ là gì? 서울 노원 증계 505 hoặc là gì? 505 505 중계 노원 서울. Thế thì địa chỉ sống ở đâu ạ? Seoul. Các bạn nhìn nhanh, nó sẽ là gì? Câu số 1 đúng không? Seoul입니다. Seoul nhá. Đây là gì? 자동차 운전 면허증. Cái giấy phép lái xe ô tô. Các bạn nhé, nếu mà các bạn làm ấy, thì các bạn nhìn thấy là sống ở đâu thì nhìn nhanh cái từ địa chỉ. Địa chỉ thấy là Seoul là sẽ đối chiếu ngay sang đây xem có cái nào địa chỉ. Hoặc là sao ạ? Hoặc là các bạn nhiều khi không cần nhìn vào cái biển này, các bạn có thể suy ra đáp án luôn. Một là Seoul là địa điểm, nơi ở thì phải là địa điểm đúng không? Thì nhìn nhanh xem có cái nào là địa điểm. Đấy, hoặc là gì? Ichun luôn. Các bạn quen thì các bạn sẽ biết là gì? Ichun luôn là tên người. Unjon myeonhojung là cái giấy phép lái xe. Hoặc là gì? 2018년입니다. 2018년, năm 2018 đúng không? Thì không đúng đúng không? Đó. Thế thì chúng ta sẽ chọn luôn đáp án mà không cần nhìn vào cái này luôn. Tuy nhiên dịch này ta sẽ đây số này, song tên này, chú địa chỉ này, đây là ngày này, kỳ gian thời gian này, bên dưới đây là cái nơi cấp này. Tiếp theo ạ, 학원에서 배우는 것은 무엇입니까? Cái việc học ở trung tâm là gì? Là gì? Cái môn học ở trung tâm là gì? Thế thì chúng ta xem ạ. Học này, cái gì đó liên quan đến học, cái môn học là gì? À, chắc chắn là chúng ta sẽ chọn được cái đáp án là đáp án đầu tiên, mặc dù không cần nhìn cái phiếu bên trên kia. Đó là gì? Nhóm ngôi là tiếng Anh. Tại sao nhá? Cái này, Y Ưn Kiong. Y Ưn Kiong là tên rồi, không đúng đúng không? 9월 1일입니다. Đây là nói về thời gian. Và 오후 1시입니다 là
buổi chiều 1 giờ cũng nó là thời gian, nó không phải là cái đại học, thế cái đại học duy nhất chỉ có thể là tiếng Anh đấy, nhiều khi là không cần nhìn cái phiếu bên trên là gì, cũng chọn được đáp án bên dưới rồi, các bạn chỉ cần loại trừ thôi. Còn đâu nhìn vào cái này nhá, thế an về Google học quân su gang chừng ý đừng, đây là cái gì, cái phiếu phiếu thu của trung tâm ngoại ngữ thế an, trung tâm ngoại ngữ tên là thế an, ý đừng tên này, tên là ý ưng gong, tên là ý ưng gong. Và cái khóa mục là môn học là giáo ngò tiếng Anh. Si gan là cái thời gian từ 13 giờ đến 14 giờ. Yoran Yoran si phú thơ à đâu Han si phú thơ chú si ga si, từ 1 giờ đến 2 giờ này. Khi gan thời gian này 2016 tháng 9 ngày mùng 1 đến 30 tháng 9, từ mùng 1 đến 30. Câu số 9 ạ. 다음 약 복통에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Cái câu mà đúng với cái giải thích về cái gói thuốc dưới đây là gì? Chúng ta xem nhé. Gói thuốc là gì? 이튿 동안 약은 먹습니다. Uống thuốc trong vòng 2 ngày. Xem là mấy ngày đấy ạ? 3인분. Cái phần mà uống thuốc thường nằm ở giữa này. 약은 하루에 두번 먹습니다. Uống ngày 2 lần. Có phải ngày 2 lần nữa không? Không, ngày 3 lần cơ. 밥은 먹기 전에 약은 먹습니다. Uống thuốc trước khi ăn không ạ? Khoanh tròn vào cái phần who là sau khi ăn rồi. 물약은 6시간에 한 번씩 먹습니다. 물약, 물약 là gì ạ? Là thuốc nước. Thì cứ 6시간에, cứ 6 tiếng thì한 번씩 uống một lần. Xem nào, mình có cái tập phần 물약 ở đây không? Đây, 물약, đây, có cái lưu ý này. Mẹ, 6시간마다 물약 복용, uống thuốc. Cứ mỗi uống thuốc nước cứ mỗi 6 tiếng một lần. Thì đáp án của chúng ta sẽ đáp án số số 4 ạ. Tiếp tục các bạn nhé. 다음 승자권의 서명으로 많은 것은 무엇입니까? À, cái câu nào đúng với cái phiếu dưới đây ạ, với cái vé tàu dưới đây ạ? Thế nào? Thế thì đối với những cái phần này á, chúng ta sẽ đọc câu trả lời trước nhá, xong rồi đối chiếu lên trên. 대구에서 출발합니다. Xuất phát, chúng ta có cái từ 출발 là gì ạ? Là xuất phát. Xuất phát là 대구 có phải không? Không phải, tại vì sao? Tại vì đấy cái điểm địa điểm đến là 대구. À, nhìn thường cái phần đi ở trên này này. Câu 2 là 서울로 가는 버스입니다. Là cái xe buýt đi đến Seoul, không phải ạ, đi đến cái địa điểm là 대구 cơ. 오후 5시 반에 도착합니다. Đến đích vào lúc thả ra chi bàn vào lúc 5:30 buổi chiều, xem là mấy giờ đến nơi ạ? Các bạn nhìn xem nào, mấy giờ đấy ạ? Chul ban si gan đây, thấy có 5:30 đúng không? 17:30, nhìn thấy 17:30 chưa? Nhưng mà mình phải nhìn vào đây nhá, là nó là cái chul ban si gan, cái thời gian khởi hành cơ, không phải là thu chắc chi gan. Bus yogum은 12,000원입니다. Cái yogum, cái tiền vé xe buýt ạ, là bao nhiêu? 12.000 won. Đúng rồi, yogum. Yogum 12.000 won đấy ạ. Đó, đáp án đúng là đáp án số 4 các bạn nhé. Tiếp theo câu 11 ạ. 다음 그래프에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Cái câu mà giải thích đúng về cái biểu đồ dưới đây là gì ạ? Nào, chúng ta xem biểu đồ nói về cái gì nhé. 직장 구할 때 가장 중요한 것. Khi mà guada là tìm kiếm, ch직장 là cái nơi làm việc. Khi mà tìm kiếm công ty, khi mà tìm kiếm việc làm á, thì cái điều quan trọng nhất, xem điều quan trọng nhất là gì nhá? 월급과 보너스. 월급 là gì ạ? Lương, và cái bonus là cái tiền thưởng, hay là 근무 시간, thời gian làm việc, hay là cái 식사 제공 여부. 여부 là có hay không, 제공 là cung cấp, 식사 là cái xúc xích có nhìn ghê, xúc xích là cái nơi ăn nơi ở, có cung cấp chỗ ăn ở hay không. Và sau tiếp theo là gì, 업무 내용. 업무 내용 là gì, cái nội dung công việc. Rồi các bạn đọc nhá. Thường á, thường thì nếu mà với những câu này á, thì các bạn sẽ đọc cái phần câu trả lời trước đó, ví dụ như là nhá, không cần nhìn bên trên, đọc câu trả lời xong là bắt đầu chiếu lên trên. Nếu mà câu 1 đúng luôn rồi, chắc chắn câu 1 đúng, thì khoanh luôn câu 1 và chuyển sang câu tiếp theo. Câu 1 này chẳng hạn nhá. 근무 시간이 두 번째로 많습니다. Cái thời gian làm việc thì đứng ở vị trí số 2, thì cái mẹ đây là gì ạ? Nhìn cái 근무 시간, nhìn nhanh ở đây, đây 근무 시간, đây 근무 시간 chiếm ở
Vị trí số mấy ạ? 근무 시간이 두 번째로 많습니다. Nhiều ở cái vị trí số 2. Đúng luôn đúng không ạ? Đây nó đứng ở vị trí số 2 luôn. Các bạn chắc chắn là đúng luôn. Thì các bạn khoanh câu 1 đó, xong chuyển câu tiếp theo. Rất là dễ đúng không? Chỉ cần mất có vài giây thôi ạ. Tiếp theo nhé, câu số 2 nào. 월급과 보너스는 절반이 넘었습니다. Cái lương và cái tiền thưởng thì chiếm trên một nửa quá bán, không phải nó chỉ chưa đến 45%. 업무 내용이라는 대답이 가장 적습니다. Cái câu trả lời, chủ ngữ là cái câu trả lời nhá, mà nói rằng là quan tâm đến cái công việc, nội dung công việc, cái nhiệm vụ công việc thì là ít nhất. Có phải ít nhất không ạ? Không phải, có là nó là cái xúc xích chế công cơ ạ. Câu số 4 ạ. 업무 내용보다 숙식 제공이 더 많습니다. So với cả cái công việc, nội dung công việc cần phải làm gì thì là cái việc mà cung cấp cái chỗ ăn ở nhiều hơn, sai là ít hơn đúng không ạ? Câu số 12. Yêu cầu của câu số 12, câu 14 là gì? 빈칸에 들어간 가장 맞은 것은 그러십시오. Hãy lựa chọn cái câu mà đúng nhất để điền vào chỗ trống. Rồi các bạn cùng dịch câu số 12 ạ. 우리 고향은 여름에 35도까지 기온이 점점점 습도는 낮은 편입니다. Ở quê hương của tôi á thì vào mùa hè cái nhiệt độ lên đến có cái thần 35, có cái ca chi là gì, đến tận đúng không? Lên đến 35 độ chấm chấm. Độ ẩm thì thuộc dạng thấp. Thế thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án thế nào ạ? Đúng rồi. Khí hậu, cái nhiệt độ thì lên nhưng mà 올라가지만, nhưng mà cái độ ẩm thì thấp tại vì là hai bên nó trái ngược nhau. Nữ cái từ nữ nà tà này nó mang nghĩa là gì? Gia tăng dân số cơ. Đó, còn đây nhiệt độ cao lên thấp xuống thì nó đi với cái từ 올라가다 nhá. 그래서 생각보다 덥지 않습니다. Vì vậy, so với suy nghĩ thì không nóng. Vì vậy, không nóng như là đã nghĩ. Câu số 13. 요즘 회사에 일이 많습니다. Dạo gần đây, 요즘 mà gần đây, ở công ty thì cái công việc nhiều. Ở gần đây công ty có nhiều việc. 오늘도 늦게까지 일하느라고 밤 9시가 점점점 집에 왔습니다. Hôm nay thì cũng sao ạ? Cũng vì phải làm việc đến tận khuya, đến tận muộn nên là mấy giờ ạ? 9 giờ tối mới về đến nhà. Hopsi chấm 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 9 giờ mới mới gì ạ? Mới kết thúc đúng không? Kết thúc và để về nhà. Câu 13 xem nào. Đúng rồi. 9시가 끝나. Mình có cái từ 끝나다 là kết thúc. Thế bây giờ chỉ còn 끝나도 và 끝나서 thôi. Nhưng mà có dùng được 끝나도 không ạ? 끝나도, auto là dù là đúng không? Không hợp lý đúng không? Phải là gì? 끝나서 집에 왔습니다. Đấy. 9 giờ kết thúc công việc và về nhà. Thứ tự đúng không? Câu số 14 ạ. 전기 난로는 너무 오래 켜 놓으면 불이 점점 cái gì đấy, cái sưởi điện mà nếu mà để bật quá lâu, 너무 오래 켜 놓으면 thì 불이 thì có thể xảy ra hỏa hoạn đúng không? Câu này chúng ta suy nghĩ suy đoán là như vậy, theo những cái mạch đó có thể xảy ra hỏa hoạn thì các bạn sẽ có thể nhìn nhanh ở đây ạ. Đúng rồi. 날 수도 있습니다. Đấy, có thể xảy ra tai nạn nhé. 날 뻔했습니다 gì? Suýt nữa thì xảy ra tai nạn. Không phải đúng không? 생길 뻔했습니다. Cái này là gì? Xuất hiện. Xuất hiện, mình có cái từ 생기다, xuất hiện. 퇴근한데는 khi mà đi về thì 반드시 nhất định phải 난로가 꺼져 있는지 확인하시기 바랍니다. Phải kiểm tra. Đó, cả cái câu này nhá. 확인하시기 바랍니다. Hãy kiểm tra xem là đã tắt cái sưởi hay chưa. 꺼져 있는지. 꺼져 있는지. Câu số 15 ạ. 이 글은 무엇에 대한 글입니까? Dịch vắn tắt là gì? Cái nội dung này nói về cái đoạn dưới đây nói về cái nội dung gì? Chúng ta cùng nhau dịch nhé.
아픈 곳에 따라 가야 하는 병원이 다릅니다. 세나, 아픈 곳에 따라 theo như cái nơi đau là gì? Theo cái tình trạng đau, theo như cái nơi đau, theo như tình trạng đau thì cái việc mà phải đi đến cái bệnh viện nào đó thì cũng sẽ khác nhau. Ví dụ là gì? 귀나 코 목이 아픈 데에는, 네, đến đây là chủ ngữ nhá. Khi mà đau cổ hoặc là mũi hoặc là khì là tai thì sao? 이비인 후과로 thì đi đến khoa tai mũi họng, chúng ta có từ 이비인 후과, khoa tai mũi họng nhé. Núi 아픈 데는 khi mà đau đau mắt ạ thì 안과로 가야 합니다. Thì phải đi đến khoa mắt, mình có cái từ không phải khoa mắt, không phải là nùn qua mà là gì? 안과 nhá, 안과. 뼈가 부러졌을 때에는, 뼈 là gì? Xương. Khi mà cái xương thì sao ạ? Hãy 정형외과로 가야 하고 이가 아픈 데에는 치과로 가면 됩니다. Đó, khi mà gì cái xương thì hãy đi đến cái khoa khoa ngoại chỉnh hình, và phải đi đến khoa ngoại chỉnh hình, và nếu mà đau răng 이가 아픈 데 thì hãy đi đến khoa răng miệng, 치과, khoa răng nhá. Đi đến khoa răng là được, 가면 됩니다. Đi là được. 가벼운 감기나 배탈은 가정 의학과나 내과를 이용하면 됩니다. Nếu mà bị cảm cúm nhẹ hoặc là gì bị những bệnh về tiêu hóa đúng không?배탈, tiêu hóa thì hãy đi đến cái khoa khoa gia đình, 가정 의학, khoa gia đình hoặc là nội khoa,이용하면 됩니다. Sử dụng là được. Thế thì chúng ta xem là nói về cái gì ạ?병원의 역사, có phải là lịch sử không ạ? Không phải là lịch sử của bệnh viện nhá. 병원의 종류, cái loại hình bệnh viện, hay là 병원 예약 방법, cái phương pháp 예약 đặt, hẹn hẹn bệnh viện, đặt lịch hẹn. 병원 이용 순서, cái thứ tự sử dụng bệnh viện. Không, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 2 đúng không? Các loại hình bệnh viện, gặp bệnh nào thì đi đến nơi nào. Đó, thì họ đã giải thích cụ thể cho chúng ta rồi. Tiếp theo câu 16 ạ. 이 글은 쓴 이유, 리 lý do này, cái lý do viết cái này là gì? Mục đích viết cái đoạn văn này là gì? 이곳에는 고압 전기가 흐르고 있습니다. 주 ngữ là gì? Ở khu vực này thì là gì? Cái điện cao áp nó đang bị rò rỉ, 흐리고 있습니다. Đang bị, bình thường là 흐리다 là chảy ra đâu, đang bị rò điện. 몸이 전선에 닿으면 감전될 수 있습니다. Dịch nhá, không, cái cơ thể nếu mà chạm vào dây điện, nếu mà mình chạm vào dây điện thì sao? Thì có thể bị감전.감전 là điện giật nhá. Có thể bị điện giật, nếu mà chạm vào thì có thể bị điện giật ạ. 전대로 가까이 가지 마십시오. Tuyệt đối, chúng ta có từ 전대로 là gì? Tuyệt đối không được lại gần, gay, không được đến gần, không được đi gần đấy. 허락 없이 들어가면 사고가 날수 있으니 조심하십시오. 허락 없이 들어가면, nếu mà đi đến đó, nếu mà vào mà không được có sự cho phép, 허락 없이 thì có thể, vì là 있으니 đấy, vì là có thể xảy ra sự cố, chúng ta có cái từ là gì? 사고가 나다 là xảy ra sự cố nhá. Nên là hãy 조심하십시오, hãy cẩn thận, hãy chú ý ạ. Đó, tất cả đều là vì해서 này, đều là 기위해서 này, 기위해서. Phần này mình không cần quan tâm nhé. 시원 모집, để tuyển dụng nhân viên, không phải đúng không? 전기 검사, để kiểm tra điện, không phải đúng không? 전기가 위험함, 알리기 위해서, để mà cho biết cái sự nguy hiểm của cái vấn đề điện đó. Đây, đúng đúng không ạ? Đúng rồi, số 3. 전기가 필요함 알리기 위해서 cho biết cái tính cần thiết của điện đó. 아니죠, không phải đâu.
Tiếp theo câu số 17 ạ. Y cứ để nè ông qua khả thân có xin mùa xin gì các câu nào mà giống với cả cái nội dung của câu dưới đây ạ. Rồi chúng ta cùng nhau đọc và dịch nhá.외국인 근로자들은 한국에 들어온 후 90일 이내 외국인 등록은 해야 합니다. Cả cái phần này ân nên y gan em là chủ ngữ này. Cái người lao động nước ngoài sau khi vào Hàn Quốc, sau khi đến Hàn Quốc thì trong vòng 90 ngày phải he mì là phải đăng ký cái thẻ nước ngoài, phải đăng ký là người nước ngoài vào đây. 외국인 등록은 가까운 출입국관리사무소에 가서 하면 됩니다. Cái việc đăng ký người nước ngoài ấy, thì dạ chỉ cần đến cái gì ạ? Cái phòng quản lý xuất nhập cảnh gần gần đó là được. Chứng đốc khăn đề nên khi chủ ngữ nhân là khi đăng ký thì dạ yêu quân qua xa chín chú rằng cần mu chi sao cha thường lục chương khá chi cô khá mì đà. Khi đăng ký thì phải mang theo cái gì ạ? Mang theo hộ chiếu này và hai ảnh này và cái thẻ làm việc, thẻ lao động, thẻ làm việc, thẻ nhân viên. 그리고 và 수수료 3만 원이 필요하니까 꼭 준비해 가시기 바랍니다. Và cái phí đăng ký là gì? 3만 đúng không? 3만 원. 30.000 won. Nên là dạ cần 30.000 won. Nên là nhất định phải chuẩn bị mang theo. Chúng ta thấy nhá, ba câu đầu tiên đến tận đây là như nhau. Gì ạ?외국인 등록한 때 khi đăng ký thẻ nước ngoài thì dạ, 사진이 필요합니다. Cần có ảnh. Cần có ảnh đúng không? Câu 1 đã đúng luôn rồi đúng không ạ? Đó, câu 1 chắc chắn là đúng rồi, cần phải mang cái hai cái ảnh. Câu là gì? 여권은 없어도 됩니다. Không có hộ chiếu cũng được. Sai đúng không? Gì ạ? 수수료가 들지 않습니다. Khi đăng ký thì không mất phí. Sai đúng không? Mất 3만 원. 외국인 등록은 자기가 일하는 근무지에 하면 됩니다. Đăng ký cái thẻ nước ngoài này chỉ cần làm ở cái nơi mình làm việc là được, không phải phải đến cái gì trip quốc quản lý sao muso quản lý xuất nhập cảnh cơ. Câu số 18 ạ. Cái nội dung giống với cả cái đoạn dưới đây là gì? Soagi sayong bangbop, cái phương pháp sử dụng bình cứu hỏa. Soagi là bình cứu hỏa nhá. Một là gì ạ? Soagi sonjabi bubune anchonpin은 뽑습니다. Đầu tiên là gì? Bốp là gì? Rút rút cái gì ạ? Anchonpin. Anchonpin là gì? Cái thanh chốt an toàn ở cái phần tay cầm của bình chữa cháy. Sonjap là tay cầm, phubun là cái bộ phận. Soagi bình chữa cháy rồi. Baram은 등지고 소화기 호스는 불이 난 곳으로 향하게 잡습니다. Có nghĩa là gì? Hãy đứng ngược lại với dựa vào cái hướng gió, cái gì? Hãy đứng đứng ngược cái hướng gió như này đúng không? Sau đó thì sao? Soagi hose là cái vòi của bình chữa cháy thì 불은 난 곳으로 향하게 잡습니다. Hãy hướng cái vòi của cái bình cứu hỏa vào cái hướng đám lửa. 손잡이는 꽉 잡고 phải cầm chắc cái phần tay cầm. Sau đó gì? 불은 향의 빗자루는 쓸듯이 소화액은 뿌립니다. Sau đó thì hãy phun cái chất dịch, những cái chất nước ở trong bình chữa cháy á. Giống như là gì? Giống như là cầm cái chổi quét vào cái hướng lửa. Đấy, phun 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 từ nhấc bên này sang bên kia. Đấy, như kiểu là mình đang quét quét á. 소화에 실패하면 바로 대비하십시오. Nếu mà失败 là thất bại, nếu mà cái việc chữa cháy thất bại ấy, dùng bình cứu hỏa chữa cháy rồi nhưng mà vẫn không dập được trận lửa đấy thì hãy baro, hãy ngay, hãy tìm ngay cái nơi lánh nạn, hãy
hãy lắng lại nghe. Chúng ta xem câu nào đúng nhé. 불이 꺼지지 않으면 빨리 대비해야 합니다. Nếu mà không dập tắt được đám cháy thì phải đi lánh nạn nhanh. Hợp lý không ạ? Đúng rồi, hợp lý luôn câu 1 đúng không? Tại vì câu cuối người hỏi cái nốt cái lưu ý đây ạ. Câu 2 nhé, gì cả gì ạ? 손잡이를 잡으면 소화기 나오지 않습니다. Nếu mà cầm vào cái tay cầm thì là cái dung dịch, cái chất ở trong bình chữa cháy nó không ra. Sai đúng không? 소화기의 안전핀은 가장 마지막에 뽑습니다. Cái chốt an toàn ở cái bình chữa cháy ấy, thì sao? Rút ra vào cái lúc cuối cùng. Cái giai đoạn, cái bước cuối cùng là rút ra. Không phải đầu tiên đã phải rút ra rồi đúng không? 바람은 흙의 빗자루로 쓴 듯이 소화기는 뿌립니다. 자, 바람은 흙의 hướng vào cái hướng gió đúng không? Hướng vào hướng gió xong là phun cái bình chữa cháy giống như là đang quét chổi. Không phải là hướng vào hướng gió mà là hướng vào hướng lửa các bạn. Đáp án 1 các bạn nhé. Câu 19-20 ạ. Đọc và trả lời câu hỏi dưới đây nhé. Hàn Quốc의 전통 문화를 알고 싶으면 nếu mà muốn chỉ từng phát đầu tiên nhé, nếu mà muốn biết cái văn hóa truyền thống của Hàn Quốc thì 박물관이나 고궁에 가는 것도 좋지만 thì đi đến 박물관, đi đến cái bảo tàng hoặc là 고궁 là cố cung thì cũng tốt nhưng mà 가는 것도 cũng tốt nhưng mà sao? 민속촌에 가보는 것도 좋습니다. À, nhưng mà sao đến những ngôi làng dân tộc thì cũng tốt đó, đến cố cung, đến bảo tàng tốt, nhưng mà đến những ngôi làng dân tộc cũng tốt luôn. 민속촌에 가면, nếu mà đi đến những ngôi làng dân tộc ạ, 한국의 전통 문화는 좀 더 가까이에서 만날 수 있습니다. Thì sao ạ? Thì có thể xem, có thể gặp mặt, xem được gần hơn những cái văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. 한국의 옛날 집이나 옛날 옷은 구경할 수 있습니다. Có thể ngắm nhìn những cái bộ quần áo ngày xưa. 옛날 là ngày xưa nhé, quần áo truyền thống đấy, ngày xưa hoặc là những cái ngôi nhà xưa của Hàn Quốc. Tu hơn nữa, 한국의 전통 클레와 전통 음식 공연도 볼 수 있습니다. 공연 là gì? Những cái buổi công diễn đúng không? Buổi chiếu. Âm mạc là gì? Âm mạc là âm nhạc truyền thống. Và những cái hôn lễ là gì ạ? Những cái hôn lễ đúng không? Hôn lễ. Có truyền thống của Hàn Quốc cũng có thể xem những cái gì? Những cái buổi công diễn, những cái buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống và hôn lễ của người Hàn Quốc. 널뛰기나 뷷놀이 같은 한국의 전통 놀이도 직접 해본 수 있으며 cũng có thể trực tiếp gì ạ? Trực tiếp xem được những cái trò chơi truyền thống của Hàn Quốc như là cái trò gì ạ? 널뛰기, trò chơi bập bênh hoặc là cái trò chơi yut, yut nori là trò chơi yut, yut của Hàn Quốc nhé. Và sao? 파천이나 등등주 같은 한국의 전통 음식도 맛본 수 있습니다. Cũng có thể thử những cái món ăn truyền thống của Hàn Quốc như là 동동주 và 파전 bánh hành đúng không? Rồi câu 19 ạ. Câu 19 nhá. Nói về cái gì đấy ạ? 민속촌 무로 개방 안에 hướng dẫn cái việc gì ạ? Phát triển miễn phí của những cái ngôi làng dân tộc. Khế bằng giới thiệu về cái sự mở cửa miễn phí của dân hàng của những ngôi làng dân tộc có phải không ạ? Không đúng không? Câu 2 là gì? 민속촌에 이용 요금 안에 hướng dẫn giới thiệu về cái phí sử dụng, cái phí vào vé vào cửa không được nhắc đến đúng không? Cái 관람 시간 안에 hướng dẫn giới thiệu về cái thời gian triển lãm, cái thời gian mà ngắm, thời gian tham quan của cái ngôi làng dân tộc. Không ạ. Giới thiệu về cái trải nghiệm, mình có cái từ cheom là cái trải nghiệm văn hóa của ngôi làng dân tộc. Nó sẽ phù hợp ở đáp án số 4 hơn đúng không? 20 nhá.
Câu nào đúng với nội dung trên này? Giống nhau hết đây đúng không? Đó, ở cái ngôi làng dân tộc, không quan tâm nhá. Nó tuy ghi lên Hebon Suisimita có thể chơi bập bênh. Đúng không ạ? Đúng luôn đúng không? Yến Nan Ố Xuyên Ipo Bốn Suisimita có thể mặc thử những cái bộ quần áo ngày xưa không thể nhắc đến. Chiếc gấp thùng thùng tung chu đến bàn chữ đó Bốn Suisimita có thể trực tiếp làm cái món thùng tung chu. Không phải ạ. Truyền thông ạ kỳ đến Yến chữ Hebon Suisimita có thể biểu diễn, có thể tấu diễn, có thể chơi những cái loại nhạc cụ truyền thống. Không có, không đề cập đến luôn. Từ câu số 21 đến câu số 25 ạ. 다음 그림은 보고 많은 단어나 문장은 고르십시오. Hãy sao ạ? Hãy xem tranh và hãy chọn cái câu hoặc là cái từ đúng. Mắt, mắt dễ thôi. Nùn là mắt. Khô là gì? Mũi. Khì, tai, ịp, miệng đúng không ạ? 22 ạ. Thấy hoa đúng không? Các bạn thấy hoa đúng không ạ? Thì gì? Hoa là gì? Hoa là cốt. Các bạn không cần biết cà kê là gì nhưng mà thấy cái từ cốt, hoa là đã chọn đáp án cốt rồi nhá. Uchê-guk là gì? Bưu điện này. Kyeongchalseo, đồn cảnh sát. Miyongsil, tiệm cắt tóc. Và quốc cà ghê, cái cửa hàng bán quần áo. Quốc cà ghê. 4. Đếm thường là nhiều thì các bạn sẽ đếm. Đếm và thấy là gì? 1, 2, 4. 4 là gì? 4 là nề. Nề có hai cái. Và gì? Nề myong và nề byong. Byong là trai, myong là người. Chọn đáp án số 2 nhé. Nam tông sẽ nghĩ nề myong nipsmida. Có 4 em. Có 4 em trai. C là ba đúng không? Cái mũ. Mũ này. Mũ cha, tất cả đều là mũ cha rồi. Các bạn nhìn thấy người ta đang treo mũ trên cái móc đúng không? Các bạn biết cái từ treo là gì? Treo là 걸다. 모자는 걸고 있습니다. 모자는 걸고 있습니다. 자. 쓰고 있습니다 là đang sử dụng. 벗 là gì? Đang đội. Đang mũ cha đơn sư tả là đang đội mũ. Mũ cha đơn bỏ cô ismi là đang bỏ mũ ra, cởi mũ ra. Và mũ cha đơn sa cô ismi là đang mua mũ. 25 ạ. À. Các bạn thấy đây là cái đinh vít, ốc vít đúng không ạ? Và thấy là gì? Họ đang đang có thể gì ạ? À? Một là vặn hoặc là tháo. Nhìn xem vào đây nhá. Có hai cái từ là gì? Pin chi là kìm. Chắc là không phải kìm rồi. Cái này bỏ hai câu này đi. Còn là gì? Driver, tua vít, ok. 풀고 있습니다. Và 자르, 자르다 là gì? Cắt ra, chắc chắn là không đúng đúng không? Thế thì chỉ còn đáp án số 3 thôi là gì? Driver로 나사를 풀고 있습니다. Đang tháo cái đinh vít, ốc vít ra bằng tua vít. Thì đáp án của chúng ta là đáp án số 3 nhá. Đây là gì? Đang tháo bằng cái kìm, không phải kìm đúng không ạ? Rồi, chúng ta đã chữa xong hết toàn bộ 25 câu của phần đề đọc đề thi FS Topic 2017 của Nepal đề D. Các bạn có thể xem kỹ cái phần chữa này. Nếu mà cái nội dung phần chữa có nhanh quá hoặc chậm quá thì các bạn có thể comment để mình điều chỉnh nhé. Ngoài ra đối với những cái phần ngữ pháp hoặc là từ vựng mà các bạn nào mà chưa nắm vững thì các bạn hãy nốt ra cái phần quyển vở ghi chú và chúng ta học đi học lại nhiều lần. Thường là cái đề thi FS Topic ạ, những cái dạng đề và những cái từ vựng thì nó cũng lặp đi lặp lại như vậy thôi. Nếu mà các bạn thử ôn kỹ các đề thì chắc chắn các bạn sẽ làm tốt thôi ạ. Annyeong.